Tại trường bắn quốc gia khu vực 3 thuộc xã Xuân Tâm, Xuân Lộc, Đồng Nai, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4 đã chỉ đạo Sư đoàn Bộ binh 9 diễn tập chiến thuật có bắn đạn thật Hiệp đồng Quân binh chủng năm 2018 với đề mục Tiểu đoàn Bộ binh được tăng cường vũ khí trang bị phối thuộc phòng ngự khu vực điểm cao 119. Sau gần 2 giờ tác chiến nhịp nhàng giữa lực lượng Bộ binh Sư đoàn 9 với các quân binh chủng theo đúng ý đồ chiến thuật, cán bộ chiến sĩ đơn vị đã tiêu diệt hoàn toàn mục tiêu của địch, giữ vững trận địa đã chiếm lĩnh, hoàn thành mục tiêu yêu cầu đặt ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Quá trình thực hành bắn chiến đấu, cán bộ chiến sĩ nắm vững nguyên tắc lý luận và động tác, vận dụng linh hoạt kỹ thuật chiến thuật sát với địa hình tác chiến tại thao trường, phương pháp tổ chức chỉ huy, công tác hiệp đồng quân binh chủng chặt chẽ ăn ý, bộ đội xử lý tốt các tình huống. Cuộc diễn tập thành công giúp quân đoàn đánh giá thực chất kết quả huấn luyện, phương pháp tổ chức chỉ huy của cán bộ từ cấp phân đội đến cấp chiến dịch và hành động của bộ đội trong thực hành các bước trong chiến đấu, qua đó bổ sung kinh nghiệm, đề ra biện pháp trong chỉ đạo nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập những năm tiếp theo.